mừng hai em nhé. Bài này thấy được cái tình bạn Mỹ Tiên với Diệu Hiền, hai đứa chắc thương nhau dữ lắm à. Hai chị em có thương nhau không? Dạ có. Đâu thương nhau ôm cái cho thấm thiết coi. Hai con ráp lại để mà hát xong ca cái bài này, nó làm cho cái bài này nó có một cái sắc màu mới. Chú khen hai đứa cùng một lúc luôn à. Với cái ca khúc Chuyện Hợp Tan này thì thật sự lúc đầu khi mà Vân biết là hai bạn sẽ trình bày thì Vân có một chút lo lắng, tại vì những ca từ của bài hát này cần rất là nhiều sự trải nghiệm để mình có thể hát được. Nhưng mà khi mà thấy hai bạn trình diễn bài hát này, Vân mất đi cái nỗi lo đó, Vân thấy hai bạn đã làm rất tốt. Quý Lan nói riêng về Diệu Hiền, như tất cả những vòng trước, Diệu Hiền, cái ngân của con đã làm cho bài hát nó mềm mại và nó tình tự và nó ngọt ngào lắm. Cho nên cô rất thích phần trình diễn của con. Mỹ Tiên, cái hôm mà con đứng ở trên cái bục ở số 8 kia là con đã hốt hồn cô Ý Lan rồi, giọng của con trong trẻo. Và cho đến ngày hôm nay sau những cái vòng thi và con đã lấy thêm kinh nghiệm thì tiếng hát của con vẫn giữ được cái mức cao độ của sự trong trắng. Bây giờ còn cộng thêm cả cái tình cảm của con nữa. Con không cần ngân nhiều, nhưng khi con buông nhẹ làm cho người nghe bắt buộc phải thở cùng với con. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm cho từng em. Số điểm trung bình của ban giám khảo dành cho Diệu Hiền là 89,7 và Mỹ Tiên là 94,3. Mới khởi đầu thôi, chúng ta sẽ cộng với bình chọn của khán giả. 7 giây quen thuộc bắt đầu. Chúc mừng Mỹ Tiên. Vậy là ở cặp đôi bạn thân nhỏ nhắn này, cô nàng tomboy Mỹ Tiên một lần nữa lại chiến thắng bởi chất giọng trong trẻo và ngọt ngào của mình, giành được chiếc vé vào vòng tỏa sáng và tiếp tục chinh phục giải thưởng 20 triệu đồng. Diệu Hiền vào phòng chờ và chuẩn bị thật chu đáo cho lần quay trở lại nha. Bất ngờ vẫn đang chờ đợi phía trước, chúng ta hãy cùng chờ xem. Thử thách tiếp theo, một bài hát lời Việt Tùng Giang nhạc ngoại, Tình Nhạc Phai sẽ được Tấn Phương và Ngọc Sơn trên bài. Người hát song ca với mình đó là bạn Ngọc Sơn. Mình cảm thấy bạn đã hát chuyên về dòng nhạc bolero rồi, mình cũng có một chút áp lực, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức. Sơn và Phương đã từng gặp nhau ở vòng chinh phục thì cả hai cũng khá là hiểu nhau. Chất giọng của Sơn thì có một chút gì đó bay bổng, khắc khoải. Còn về phần của Tấn Phương, Sơn cảm thấy giọng của Tấn Phương cũng rất là điêu luyện và kỹ thuật. Hãy chờ sự bất ngờ từ chúng tôi. Chiều buồn nghiêng nắng, biệt vãng mong mong lang thang mình ta. Mây trên cao bay khuất chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao âu lo buồn đau với kiếp sống lạc loài. Em ơi em như con thuyền kia mãi lênh đênh trôi theo sông nước ngoài khơi. Trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã ra đi nơi phương trời xa, em yêu ơi từng ngày nhớ em trong trái tim anh luôn mong em mau về đây. Còn xa khuôn biển vẫn kêu tên em trong hoài mong, anh nơi đây với những buổi chiều và tiếng đau phút giây yêu thương nhau nồng say. Đời thật buồn và nhiều thương đau từ lúc em đi mang theo tình anh. Trong cơn mơ anh mong chờ em với nỗi nhớ đọa đời.
gian. Bay đi ôi loài chim đã gây cánh bên trời. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù phải xa đi nơi phương trời xa, em yêu ơi từng ngày nhớ em trong trái tim anh luôn mong em mau về đây. Chiều buồn nhìn nắng biệt vắng mênh mông lang thang mình ta, mây trên cao bay khuất chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao âu lo buồn đau với kiếp sống lạc loài. Em ơi em như con thuyền kia mãi lênh đênh cho theo sóng nước ngoài khơi, trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã ra đi nơi phương trời xa, em yêu ơi từng ngày nhớ em trong trái tim anh luôn mong em mau về đây. Em yêu ơi từng ngày nhớ em trong trái tim anh luôn mong em mau về đây. Hai chàng soái ca Ngọc Sơn và Tấn Phương, chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Thời điểm hiện tại đây thì các bạn trẻ hay nghe nhạc là nhạc Hàn Quốc hoặc là nhạc US UK, nhưng mà ở những cái giai đoạn trước thì những ca khúc như bài Tình Nhạc Phai này nó rất là thịnh. Thì ngày hôm nay hai anh trình bày rất là thành công ca khúc này, và Vương nghĩ là hai anh đã mang lại bầu trời ký ức của rất nhiều người. Các em đã làm khó ban giám khảo, khó chấm lắm. Nhưng mà chỉ xin góp ý một chút xíu về cái cách ngân của tụi em thôi. Hai em ham ngân quá. Muốn ngân á là mình phải hit nghe cái nốt á mình mới ngân. Ví dụ như là chiều buồn nghiêng nắng, cái nốt nó đang hay, những cái luyến lái nó đang hay, tự nhiên cái bỏ ngân vô cái nó làm mất cái tình cảm của bài đi. Đối với riêng Y Lan thì trong trường hợp này, ngay cả cái đuôi ngân của Ngọc Sơn đó, chị nghe được cái tình cảm là có hơi nhanh thật đó chứ không phải không, nhưng mà nó có vuốt một cái sau cùng, cho nên nó có cái hơi thở ở trong cái tiếng ngân, cho nên cô Y Lan lại khen cái ngân đó của Sơn nhé. Xin cảm ơn cô rất nhiều. Tấn Phương, thường đó là khi một người ca sĩ hát mà cái giọng ngân đóng thì cô Y Lan không thích đâu, cảm xúc nó chưa được đóng lại thì cái câu hát nó đã đóng rồi, nhưng ở trong cái cách hát này của Tấn Phương lại cho cô nghe ra trong cái cách ngân đó nó dày và nó đóng lại nhưng mà nó vẫn còn có cái âm ở đằng sau nữa, cho nên cô rất thích. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Chúng ta sẽ có số điểm cho từng thí sinh. Xin mời. Số điểm dành cho Tấn Phương là 87,3, và số điểm trung bình của Ngọc Sơn là 4,7. Tấn Phương, Ngọc Sơn, ai sẽ vào phòng chờ tiếp theo để quý vị? Khoảnh khắc đó sẽ đến ngay bây giờ. 7 giây bắt đầu. Tấn Phương, một anh chàng trai nhút nhát nhưng vẫn rất là mạnh mẽ, lại tiếp tục vào phòng chờ ngồi nghỉ nha. Có lẽ vì một chút thiếu tự tin nên Tấn Phương đã bị Ngọc Sơn vượt lên dẫn trước. Không sao cả, với chất giọng mượt mà của mình, chắc chắn ở lần quay trở lại Tấn Phương sẽ thành công. Chúng ta hãy cùng chờ xem nha. Giờ đây thì quý vị sẽ được gặp gỡ lại hai cô gái. Một cô gái mảnh khảnh, yểu điều thục nữ, nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương đến từ Hà Tĩnh. Và một cô gái cũng rất mạnh mẽ đến từ Gia Lai thưa quý vị. Hai cô gái này sẽ cùng song đấu với nhau để xem ai phải vào phòng chờ và ai sẽ ở lại quý vị nhé. Theo những cái gì mà mình tiếp xúc với Thu Hiền thì mình cảm nhận Thu Hiền là một
cô gái rất là dễ thương. Đặc biệt là khi mà hát chung với nhau, mình có cảm giác là Hiền đang nhường mình, giống như kiểu bạn ấy sợ mình ngại hay là sợ mình sẽ bị lép vế hay. Nhưng mà thực tế là mình bị nhát sân khấu. Thu Hiền ở ngoài thì thường dùng giọng chuyển, còn chị Thảo thì dùng giọng thiệt. Nên là khi mà những khúc lên cao thì Thu Hiền hơi bị mờ hơn so với chị Phương Thảo. Thu Hiền sẽ cố gắng khắc phục được cái khuyết điểm đó để kết hợp với chị Phương Thảo tạo nên một phần song ca hay nhất và tốt nhất. Cả nhà cùng ủng hộ cho Thu Hiền, Phương Thảo. Nhóm rồi cười tươi lên nào đó, cười như thế này dễ thương. Hồi nãy mà hát cười thế này thì bài hát nó lại vui hơn nữa.
kết thúc phần trình diễn rồi thì quay trở về chỗ của mình thì chị Thảo cười rất tươi. Ngay cả chị Thu Hiền cũng vậy. Nhưng mà trong lúc mà hai chị đang hát vẫn lại không cảm nhận được cái niềm vui đó. Cô Ý Lan cũng ước chi mà hai em tươi hơn nữa, có thể múa theo thì cho dễ thương hơn nữa đó. Bài hát này thì kỹ thuật ca hát thì cô Ý Lan nghĩ hai em ngang ngửa nhau đó. Cô rất thích Thu Hiền trong cái bài hát này là với cái sự biểu cảm tươi và hạnh phúc ở trên gương mặt và ánh mắt, cộng thêm cái sự dịu dàng và ngọt ngào của những cái luyến láy đó của em. Cô nghĩ rằng là bài hát này em hát rất là đẹp. Cảm ơn cô. Phương Thảo thì đến giờ phút này cô vẫn thấy là Phương Thảo hát rất là vững. Những cái nốt nhạc của em thoát ra nó dày dặn. Tuy nhiên cô cảm giác là Phương Thảo có hơi bị căng thẳng. Tuy vậy em vẫn hát rất là dày dặn và rất là chắc cái phần của em. Cô chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn cô. Anh chỉ khuyên hai em cái này thôi, nghĩa là hai em cần một cái gì mà nó đặc biệt riêng của mình, một cái dấu ấn. Khi mình cất tiếng hát lên là người ta phải nhận ra đó là tiếng hát của Thu Hiền, đó là tiếng hát của Phương Thảo. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Và bây giờ ban giám khảo sẽ đưa ra số điểm cho từng thí sinh. Số điểm của Phương Thảo là 87 và Thu Hiền là 89,7. Khoảnh khắc này cũng rất quen thuộc. Ai sẽ tiếp tục vào phòng chờ người cuối cùng và ai sẽ tiếp tục để tranh giải 20 triệu đêm nay quý vị? 7 giây bắt đầu. Phương Thảo chính là thí sinh bước vào phòng chờ. Có lẽ vì một chút căng thẳng nên Phương Thảo đã không thể hiện tốt ở phần thi này. Hãy thật thoải mái và tự tin để giành chiến thắng ở lần quay trở lại Thảo nha. Và bây giờ chúng ta hãy theo dõi hành trình chinh phục giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã chọn ra được 4 gương mặt xuất sắc nhất. Và 4 gương mặt đó sẽ tiếp tục những thử thách để tiến đến giá trị giải thưởng 20 triệu đồng dành cho người nào hát tình ca hay nhất tuần, thưa quý vị. Và cặp đôi đầu tiên sẽ xuất hiện trên khấu đó chính là Hoàng Long và Mỹ Tiên với bài hát Ai Cho Tôi Tình Yêu. Mỹ Tiên là một cô gái mà lần đầu tiên Hoàng Long gặp thì cảm thấy là rất là cá tính, phong cách rất là tomboy. Nhưng mà khi mà bạn ấy cất giọng hát lên thì Long quả thật rất là bất ngờ, bởi vì một giọng hát rất là trong và rất là ngọt ngào. Mình rất là thích và không nghĩ là ai sẽ là người bước tiếp, và chỉ hy vọng là cả hai cũng sẽ cố gắng để cho ra một bài hát thật tuyệt vời cho khán giả. Anh Hoàng Long thì là một người rất là vui vẻ và hòa đồng, thì tính cách của anh thì cũng có nhiều nét tương đồng với mình. Vì vậy mình cảm thấy rất là thoải mái trong cái việc kết hợp cùng với anh. Hy vọng mình và anh Hoàng Long sẽ kết hợp ăn ý. Chúc
hai người hát sao mà than vãn nhau về tình yêu mà nhìn nhau nó chưa say đắm, nhìn lỗ tai không, không có nhìn vô mắt hay sao á? Ê ấp quá hả con hả? Không, tại con thấy nó có gì đó sai sai. Mắt không có đối mắt, mặt không có đối mặt, người kia nhìn người này nhắm mắt lại dễ thương dễ sợ luôn nha. Thật sự là đây là một cái phần trình diễn Vân nghĩ là hoàn hảo. Chỉ duy có một cái là cái ánh mắt đó nó không hề chạm vào nhau, mà nó cứ chạm ở tai hay nó chạm ở tóc hay nó chạm ở vai gì đó. Dạ, khi em tập hát bài này mà em hát một mình á thì em cảm giác như em feel vô bài hát được, nhưng mà khi tập với anh thì em thấy nó sao sao á. Cho nên em không dám nhìn anh, tại vì anh sợ nhìn anh hát không được. Bây giờ xong cái bài hát rồi đó, bây giờ con quay coi con nhìn anh Long một chút xíu coi con thấy anh Long có đẹp trai không? Dạ, anh Long rất là đẹp trai và con xem anh Long như là người anh trai của con vậy. Một người thì đã giật giải người hát tình ca hay nhất bảng B, còn Long là giật giải của bảng C đúng không? Nếu con đụng độ nhau giống như Kỳ Phùng địch thủ vậy đó. Mỹ Tiên thì khi đang nghe con hát những cái nốt thật là trong trẻo, thật là trong sáng thì con lại luyến lái, con lại nhấn những cái mà làm cho chú phải rụng rụng gì chú cứ quẹo theo. Thành ra cái kỹ thuật của con trong vòng một vài tuần thôi con đã tiến bộ rất là xa. Dạ, cho con chia sẻ một chút ạ. Cái phần thể hiện bài hát đầu tiên Chuyện Hợp Tan của con thì anh Hoàng Long đã chỉ cho con cách hát bài đó sao cho nó hay hơn, và cũng chính là anh đã chỉ cho con hát bài hát này, cho nên con xin cảm ơn anh rất là nhiều. Chết rồi. Cho con nói một xíu ạ. Tại vì khi mà Long với lại Tiên được chọn để song ca bài hát này thì Tiên có nói là em cũng mơ ước được bước lên sân khấu lớn để hát hết mình. Con mới nói là thôi hai anh em mình cứ hát hết mình để truyền tải cái bài hát. Cho nên hai anh em cũng không có nghĩ là ai sẽ thắng cuộc, và mong là hát tốt để truyền bài hát đến cho mọi người thôi ạ. Nghe được cái câu chuyện này nó hay quá. Có nghĩa là hai anh em rất là thương nhau đúng không nè? Nói vậy thì nói chứ thiệt ra con có một cái nét đặc biệt. Nhưng mà riêng Hoàng Long đó, với những cách hát của em, với cách diễn xuất của em, với thần thái của em, với tướng tá của em sẽ còn đi xa, đi rất xa và đi vào lòng của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Tin anh điều đó. Mời chị Lan. Riêng về phần cô Y Lan nói đến Mỹ Tiên đó, thì lúc nãy Mỹ Tiên có chia sẻ với lại tất cả mọi người, người em trai đứng hát với lại người anh trai của mình. Cái điều này làm cho cô Y Lan rất khâm phục ở con. Nhìn vóc dáng như là một cậu bé trai đó, rất là dễ thương. Nhưng mà khi con cất tiếng hát thì rõ ràng đầy nữ tính và rất là tình cảm. Cô nghĩ rằng con đã hit những cái nốt cao của một người nam. Thành thử ra cô tin rằng là con là một người con gái rất dịu dàng, nhưng thật sự ra con có một cái tính cách của một người nam rất mạnh mẽ. Cả hai điều này hỗ trợ nơi con để làm nên thành một Mỹ Tiên rất đặc biệt. Và cho cô nói về Hoàng Long, cô những tưởng nếu mà hôm nay mà Hoàng Long không đứng hát chung với Mỹ Tiên thì chắc có lẽ là cái chỗ đứng để giật 20 triệu không phải là cái điều khó khăn đối với Hoàng Long. Cô phải thú thật là cô rất yêu mến và quý tất cả những cái nỗ lực cũng như cái tình cảm khi mà Hoàng Long hát tình ca Việt Nam. Chúng ta sẽ đưa ra số điểm dành cho hai thí sinh trong ngày hôm nay. Ban giám khảo chuyên môn, xin mời. Số điểm trung bình của Mỹ Tiên từ ban giám khảo chuyên môn là 96,7 điểm. Số điểm trung bình của Hoàng Long là 95,3 điểm. Số điểm đó sẽ cộng với phần bình chọn của khán giả. Ai sẽ bước tiếp để nhận giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng đây? 7 giây bắt đầu. Mỹ Tiên. Một lần nữa tôi lại gọi tên Mỹ Tiên. Hoàng Long sẽ nghỉ ngơi để chúng ta tiếp tục đến với vòng tỏa sáng của chương trình. Mỹ Tiên tiếp tục để thi đấu một bàn nữa, ta tìm giá trị giải thưởng 20 đồng nha. Chúng ta sẽ tìm tiếp một người nữa ở cặp đôi thứ hai để cùng hát với Mỹ Tiên giành cái giải thưởng 20 triệu đồng. Một bài hát của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với phần trình diễn của Thu Hiền và Ngọc Sơn.
bài Vị Ngọt Đôi Môi. Đây là một cô gái rất là dịu dàng, mảnh mai, giọng hát thì cũng rất là truyền cảm, tạo cho Sơn một cái tâm lý vô cùng thoải mái, vui tươi. Và mong rằng mau mau đến cái giờ trình diễn. Có một điều đặc biệt đó là anh Sơn có một ngoại hình rất là dễ thương, rất là ga lăng, rất là duyên. Có thể là Thu Hiền và anh Ngọc Sơn rất là hợp nhau, nhưng mà cũng không thể nào tránh khỏi được những va vấp trong cái bài hát. Nhưng mà Thu Hiền và anh Ngọc Sơn sẽ cố gắng. Làm sao biết ai luôn chân thành trong tình yêu, làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Anh trong đây mắt em dịu dàng, em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khe khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại dài, ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đêm mấy ngày ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chịu trăm luôn muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình anh thôi. Tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Anh trong đây mắt em dịu dàng, em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khe khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, đêm dài, ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đêm mấy ngày ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiều chằm luôn muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em thôi. Khi thời gian như đứng yên lại, qua đêm dài, giữa hơi thở đêm mấy ngày ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiều chẳng luôn muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em thôi. Cho dù mai vẫn đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiều chẳng luôn muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em thôi. Vẫn yêu một mình anh em thôi.
hồi nãy đôi này tình tự nghe sao nó nghẹt thở luôn vậy đó. Nào, một tràng pháo tay dành cho cặp đôi hát tình ca đẹp quá. Hai em đã phối hợp và trình diễn cái bài này nó làm đắm say lòng người. Một lời khen tặng cho cặp hát song ca hay nhất đêm nay. Mời chị Y Lan. Cô Y Lan đã bị hấp hồn bởi phần trình diễn và phần hát của Ngọc Sơn. Bài hát này con hát cô thích nhất. Cảm ơn con. Và còn riêng về Thu Hiền, sự mảnh khảnh như là liễu yếu đào tơ và nói lên cái sự mềm mại của người phụ nữ Việt Nam trên cái chiếc áo dài này đứng hát chung với lại Ngọc Sơn, con rất là đẹp. Dạ, con cảm ơn cô. Thúy Vân nghĩ sao? Vân nghĩ đối với cái bài hát này á, nếu như mà không phải là Ngọc Sơn hát với Thu Hiền và không phải là Thu Hiền hát với Ngọc Sơn mà mỗi bạn hát với những người khác thì sẽ không hay được như thế này đâu. Anh Ngọc Sơn và chị Thu Hiền hát bài này cùng với nhau thì nó rất là hòa quyện. Vân rất là yêu thích phần trình diễn này. Xin chúc mừng hai anh chị. Em cảm ơn chị. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn dành cho từng thí sinh. Chúng ta sẽ có số điểm trung bình từ ban giám khảo chuyên môn dành cho Thu Hiền và Ngọc Sơn. Thu Hiền 87.3 và Ngọc Sơn là 95.3. Chúc mừng. Chúng ta vẫn còn khán giả bình chọn. 7 giây bắt đầu. Chúc mừng Ngọc Sơn. Bạn Thu Hiền chuẩn bị để chúng ta đến vòng tỏa sáng, mà Ngọc Sơn chuẩn bị để chúng ta song đấu với Mỹ Tiên. Như vậy là chúng ta đã xác định được hai người cùng song đấu với nhau, Mỹ Tiên với Ngọc Sơn, để giành giải thưởng người hát tình ca xuất sắc nhất tuần. Trước khi chúng ta gặp gỡ Ngọc Sơn với Mỹ Tiên thì Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với bốn thí sinh ở phòng chờ. Một Hoàng Hải phong độ lịch lãm, một Phương Thảo sâu lắng tự tin, một Tấn Phương nồng nàn tha thiết, một Diệu Hiền ngọt ngào đầm thắm. Nhưng chỉ có một chiếc vé duy nhất để bước vào vòng tỏa sáng. Cuộc thi ngày càng khốc liệt. Chúng ta hãy quay trở lại sân khấu cùng với MC Quyền Linh. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại. Và bây giờ bốn sinh sẽ thể hiện một ca khúc. Sau khi thể hiện xong, chúng ta sẽ có số điểm trung bình từ ban giám khảo chuyên môn cộng với bình chọn khán giả. Thí sinh nào có số điểm cao nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng tỏa sáng. Ba thí sinh còn lại sẽ chia tay với cuộc chơi, thưa quý vị. Một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử và Ngân Giang, Nối Lại Tình Xưa, với bốn thí sinh trong phòng chờ. Bắt đầu. Tình xưa này là một cái màu sắc mới hẳn, khác hẳn với lại tất cả những bài hát trong chương trình mà chúng ta đã đi qua. Cô nhận thức thấy rằng là Hoàng Hải hát bài này có tình cảm và có sự trình diễn. Và Phương Thảo, cô rất thích giọng hát của Phương Thảo trong bài này. Nó khỏe, rất tình cảm và rất đầy đặn cho bài hát này. Còn riêng Tấn Phương, cô ngạc nhiên. Bởi vì Tấn Phương tuy rằng là có một cái nét mặt lo lắng mà cô ấy là nhìn thấy, nhưng cô vẫn thấy Tấn Phương làm cho bài hát này rất là đầy đặn và rất hay trong phần trình diễn của Tấn Phương. Rồi bây giờ qua đến Diệu Hiền thì một giọng hát trong trẻo rất là đáng yêu, nhưng cô thấy rằng Diệu Hiền đã không vào đúng cái câu hát của mình, đã bị hụt. Bài này là một bài rất là khó hát, bài tươi vui, nhưng mà chúng ta phải hát cho nó mượt mà, nó phải điệu đà thì nó mới ra cái bài này. Thì Vân Sơn nghĩ rằng đây là bài hát mà các bạn mới vừa tập xong, các bạn đã làm được công việc mà trong một cái giai đoạn thật ngắn, thời gian thật ngắn mà các bạn đã hát một cái bài hát và bốn người đã phối hợp một bài hát như thế, thì một tràng pháo tay thật đặc biệt cho cả bốn bạn ở đây.
Một chút nữa đây, chúng ta sẽ có ba người tạm dừng bước và một người tiếp tục bước vào vòng trong. Vân Sơn rất là quý các bạn trẻ mà các bạn đam mê loại nhạc tình ca này. Ca sĩ trẻ thì rất là nhiều, nhưng mà ca sĩ hát nhạc quê hương, hát nhạc tình ca thì rất là ít. Thành ra các bạn cứ nuôi dưỡng đó. Vân Sơn nghĩ rằng các bạn có khả năng và các bạn có niềm đam mê, các bạn sẽ tiếp tục đi. Và Vân Sơn nhìn thấy từng cái khả năng trong con người của các bạn. Và thứ ba, thật sự thì trong bốn người đến cái vòng này, nếu như mà phải chia tay với ai, đó cũng là một điều rất tiếc đối với bản thân Vân cũng như là quý vị khán giả và ban giám khảo ở đây. Nhưng mà Vân nghĩ là những gì mà cả bốn anh chị cống hiến cho đến giờ phút này ở chương trình Người Hát Tình Ca, đó đã chính là một cái phần thưởng rất là đáng quý đối với các anh chị. Và Vân chỉ hy vọng những gì mà cô Ý Lan cũng như là anh Vân Sơn, những người có rất nhiều kinh nghiệm, chia sẻ cho các anh chị, thì các anh chị sẽ lấy đây làm cái mà hành trang. Dù mình có lựa chọn cái con đường nào thì các anh chị cũng sẽ đạt được nhiều thành công nhất. Cảm ơn mọi người hảo chuyên môn. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm cho từng thí sinh. Số điểm trung bình của Hoàng Hải là 85.3, Diệu Hiền là 84.7, Tấn Phương là 90.7, Phương Thảo là 89.3. Như vậy số điểm của Tấn Phương từ ban giám khảo chuyên môn cũng khá cao, chúc mừng bạn nha. Nhưng ba bạn còn lại cũng đừng lo lắng, chúng ta sẽ có số điểm bình chọn từ khán giả. 7 giây bắt đầu. Như vậy là Tấn Phương sẽ là người bước tiếp vào vòng tỏa sáng của chương trình Người Hát Tình Ca. Wow, vậy là chiếc vé cuối cùng vào vòng tỏa sáng ở bảng đầu tiên đã thuộc về Tấn Phương, Diệu Hiền, Hoàng Hải và Phương Thảo. Cũng đừng buồn nha, chiếc vé thứ 16 của vòng tỏa sáng vẫn là một điều bí mật. Biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Còn Người Hát Tình Ca hay nhất ngày hôm nay sẽ là ai đây? Ngọc Sơn hay Mỹ Tiên? Và bây giờ xin mời quý vị đến với bài hát cuối cùng trong ngày hôm nay, Thao Thức Vì Em, sáng tác của Lam Phương, để tìm ra chủ nhân của giải thưởng 20 triệu đồng. Thương em, nhớ em, tất cả là em. Để nguyên, để nguyên. Để oh nguyên. My God. Mỹ Tiên đứng vô y nguyên đi. Dạ thôi bỏ đi chú. Sơn da viết như vậy, Mỹ Tiên e ấp như vậy, rụt rè như vậy. Ban giám khảo đứng dậy trơn rồi kìa. Chúng ta cho một tràng pháo tay nữa cho Ngọc Sơn và Mỹ Tiên quý vị. Dễ thương quá. Quá đẹp, quá hay, quá dễ thương, quá ngọt ngào, quá yêu thương. Đó là tất cả những cái gì quá mà cô Ý Lan nhìn thấy trong này. Mà quá này là quá tốt. Cái màn trình diễn này nó quá đặc biệt, mà cô phải dùng tất cả những quá này để khen tặng cho hai em. Thúy Vân, thật ra thì lúc này Thúy Vân không biết là mình cảm nghĩ như thế nào, mà Vân muốn biết là Mỹ Tiên cảm thấy như thế nào. Thực sự khi mà em biết em sẽ song ca bài này với anh Ngọc Sơn thì em cảm thấy rất là lo lắng, tại vì không biết hát làm sao nữa. Cho nên em nghĩ là nếu như mà em hát theo kiểu nam tính á, thì em sợ rằng là bị cái vẻ đẹp trai với mê lì của anh gì mất tiêu. Cho nên là em đã hát 90% là tình cảm của một người con gái và 10% là em là bản thân em. Nghe nói là em hát tuyệt vời quá, em mở miệng ra là em hát nó rất ngọt ngào, rất tự nhiên. Còn riêng Ngọc Sơn thì cái kỹ thuật của em nó rất là điêu luyện. Một bên thì rất là dày dặn, một bên thì nhỏ nhắn mà nó nhẹ nhàng, nó tự nhiên. Hai cái nó phối hợp lại thì nó trở thành một cái gì đó, nó đẹp quá, tuyệt vời quá. Bây giờ mời hai bạn về vị trí để chúng ta có sự bình chọn của khán giả. Bởi vì bây giờ thì ban khảo chuyên môn không có bình chọn nữa, mà là khán giả quyết định ai sẽ nhận giá trị 20 triệu đồng, ai sẽ là người hát tình ca xuất sắc đêm nay quý vị. 15 giây bắt đầu. Yeah.
một lần nữa, Úc Tiên lại nhận giải xuất sắc nhất người hát bình ca của tuần này. Chúng ta sẽ cùng chào đón quân sư, nghệ sĩ Kiều Anh và ca sĩ khách mời Tú Mi. Ngay bây giờ, chúng ta cùng chào đón hai người dẫn chương trình, MC Vũ Mạnh Cường và Kiều Ngân. Người hát tình ca, ta dù ta nồng nàn, nhưng khúc ca tự nhiên mới đây mà trời mưa rồi ta. Lạnh quá. Ước gì lúc này có một ai sưởi ấm cho tâm hồn đang cô đơn của mình ha. Ước tiếc đi em. Giá mà có anh nè. Anh Cường. Ừ. Sao anh xuất hiện đúng lúc quá vậy? Thì bởi vậy phụ nữ ngộ lắm. Tìm hạnh phúc tìm ở đâu xa xôi thiệt là xa vậy đó. Chứ đâu biết rằng là hạnh phúc ở ngay gần bên mình đâu. Đôi khi cũng cần phải quay đầu nhìn lại để biết rằng là hạnh phúc luôn bên mình mà, đúng không? Và sẽ luôn có người che dù cho mình dưới cơn mưa, đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Trong một buổi tối lãng mạn như thế này thì em rất muốn có ai đó sẽ hát tặng những bản tình ca về mưa để cho mình được lắng nghe, được cảm nhận. Không biết... Anh không hát được. Vậy đó, có những điều mình không phải là cái gì muốn cũng có đâu em à. Tuy nhiên là anh có thể mang âm nhạc đến cho em. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương trình nào nha. Và Kiều Ngân hân hoan chào đón toàn thể quý vị đang đến với chương trình Người hát tình ca. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Pictures thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên truyền hình Vĩnh Long 2. Và bây giờ hãy cùng gặp gỡ ba quân sư của chúng ta. Đó là nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Kiều Anh và ca sĩ Tố Mi. Dạ vâng ạ, xin được chào ba quân sư đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, ngày hôm nay có hai người phụ nữ, thế nên là anh Vũ Quốc Việt đi hơi bị lạc lẹn chút xíu. Nhưng không sao, dạ, bây giờ anh được ngồi rồi anh. Dạ, xin mời ba quân sư về vị trí của mình ạ. Xin mời ạ. Xin được chào đón ba vị quân sư đến với chương trình ngày hôm nay. Và khi được trở lại với mùa này thì cảm nhận của anh Vũ Quốc Việt như thế nào ạ? Thật sự năm nay là một cái năm đột phá mới, thay đổi mới. Cho nên bản thân Việt lần hôm nay ngồi ở đây cũng là mong chờ coi thử thay đổi như thế nào và người chơi sẽ ra sao. Sẽ hứa hẹn một cái sự hấp dẫn mới và Việt đang mong chờ. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Và với cái khả năng diễn xuất và xử lý tình huống linh hoạt trên sân khấu, không thể nào thiếu sự cố vấn của nghệ sĩ Kiều Anh được, đúng không anh Cường? Chị sẽ dành cho người chơi số điểm như thế nào, dựa trên những tiêu chí nào đấy ạ? Cái chương trình ta là người hát tình ca, còn chị là người hát ca chứ chị chưa có tình nha em. Chị sẽ cho các bạn những cái nhận xét, cái tinh tế trong diễn xuất. Có thể chị hát không hay, nhưng các bạn diễn ra hay không, duyên dáng hay không, chị Kiều Anh sẽ thấy được điều đó với bao nhiêu năm kinh nghiệm làm nghề của mình. Thì cái điều đó chị sẽ chăm chút thêm cho các bạn. Chị sẽ tai nghe, mắt thấy, chị không liếc đâu hết. Mặc dù việc bên cạnh chị rất là đẹp trai. Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Kiều Anh. Chị Kiều Anh nói rằng là chị Anh không biết hát, nhưng mà thực sự đây là một trong những diễn viên tài sắc đời đầu. Khi mà có cuộc thi mà nữ diễn viên tài sắc thì chị Kiều Anh đã có nghĩa là người đó phải hội tụ nào là phải thanh sắc đầy đủ hết. Và chị Kiều Anh là một trong những nữ nghệ sĩ đầu tiên. Dạ, còn quay trở lại với câu chuyện hát thì và trong gia đình mình thì chắc là rất là tự hào về cô con gái rất là hát rất là hay và rất là đẹp, đó là Tú Mi, đúng không ạ? Và Tú Mi còn có phần biểu diễn chung với người chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay nữa. À, vậy thì đến với chương trình Người hát tình ca với một phiên bản hoàn toàn mới như vậy, thực sự là hấp dẫn và quý vị khán giả cũng rất là mong chờ, thì Tú Mi sẽ chia sẻ cảm xúc của mình ạ. Đây là một chương trình phải nói rằng là Mi rất là thích, khi mà nghe cái tên chương trình thôi là mình đã thấy hấp dẫn rồi. Năm nay thì Mi vô cùng là hạnh phúc và tự hào khi mà mình được mời trong chương trình năm nay và cũng rất là háo hức mong đợi một cái nhân tố thật là xuất sắc trong chương trình hôm nay. Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Tú Mi. Cái nhân tố xuất sắc đó sẽ được song ca
so tiếng hát của mình trong những bản nhạc tình cùng với ca sĩ Tố My. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của các người chơi trong chủ đề Chuyện của mưa. Đi chơi qua phố lang thang, tình cờ mưa rơi, từng giọt mưa thôi. Ôi cơn mưa ngâu ướt đẫm đêm màu, từng giọt rơi mau tạt vào đêm thâu. Từng giọt mưa rơi tái muôn trùng, để làm bàng hoàng một cõi vô cùng. Ta mang u mê đi giữa trần gian. Ta đi lang thang giữa chốn hồng hoang, bước qua trên vai giọt ngắn giọt dài, để làn tóc rối có dại thân tôi. Tôi yêu em nên đâu dám vô tình, để hạt mưa hoen ngọc ngà thân em. Khi xưa đưa em qua phố ướt đẫm, cuộc tình trong vắng giờ là hư không. Xưa em hãy quên nên đã theo chồng, để lại cuối phố một tràng lông bông. Từng giọt mưa rơi tái tê hồn, là giọt lệ buồn nhỏ xuống thiên đường. Ôi cơn mưa tôi lập đánh cuộc si, nhìn nàng ngọc ngà thân xa bờ mi. Đêm khuya mưa rơi rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư trầm lắng. Hạt mưa gieo rắc nỗi buồn cho thế gian giàu, thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo. Đôi mưa mà đi rơi tầm ta hoang mang bâng khuâng, ai mong từ giã. Hạt mưa rơi ướt mi nàng, sẽ thắp tim chàng giây phút lơ là, đôi lứa thôi đành giã từ đêm mưa. Từng giọt mưa rơi để làm bàng hoàng một cõi vô cùng. Ôi cơn mưa tôi ướt đẫm cuộc si, nhìn nàng ngọt ngào thân xác bờ mi. Ra từ đêm mưa. Từng giọt mưa rơi tái tê hồn, là giọt lệ buồn nhỏ xuống thiên đường. Ta mang u mê đi giữa trần gian, ta đi lang thang giữa chốn hồng hoang. Ra từ đêm mưa. Ba người chơi đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay ạ. Ngân ôi thấy đẹp trai quá rồi, tính làm quen hay em? Dạ, cái năng lượng mà này nó hút em. Mời em giao lưu đi. Đầu tiên thì có lẽ là xin được mời ba người chơi của chúng ta tự giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Lời nói đầu tiên thì xin cho phép em Minh Hoàng gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình, cũng như quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Dạ, ba anh chị quân sư cũng như là hai anh chị MC của chúng ta ngày hôm nay ạ. Người tiếp theo ạ, lời đầu tiên cho phép Nguyễn Đình Tuấn Dũng xin gửi đến tất cả các
quý vị khán giả, ban quân sư, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Còn chàng trai chí chí á trời này. Dạ. Lời đầu tiên thì cho phép Đăng Quân Pino xin được gửi tới lời chào đến ba anh chị cũng như là hai anh chị MC và tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Đăng Quân. Dạ là Minh Hoàng, Tuấn Dũng và Đăng Quân. Dạ. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì xin mời ba vị quân sư sẽ cho điểm ba người chơi đầu tiên. Lát nữa đây thì số điểm của ca sĩ Tú My sẽ được công bố ở vòng này. Còn số điểm của hai vị quân sư còn lại sẽ được giữ tới cuối chương trình ạ. Và bây giờ thì xin mời những vị quân sư chúng ta sẽ có những chia sẻ với phần biểu diễn vừa rồi. Và xin mời nghệ sĩ Kiều Oanh ạ. Đầu tiên là bạn áo vàng ha, rất là đẹp trai. Thật sự em có một cái ưu điểm là một cái dốc dáng rất là ca sĩ. Bước ra là, em biết không, đã là nghề này bước ra 50% là nhìn trước. Nhìn trước rồi người ta mới thưởng thức giọng hát của mình sao. Cho nên là cái đầu tiên bắt mắt, rất là bắt mắt ha Việt ha, rất là đẹp. Tuấn Dũng, chiều cao ở đây của em không có phải bằng hai bạn kế bên. Nhưng tự em, từ cái bản lĩnh sân khấu của em, từ cái duyên dáng của em, cái tự tin của em, cái chị cảm giác em cao bằng các bạn kia. Đó là hình thức. Còn bạn bên đây, em rất là khôn khéo khi mà em chọn như chị, mình lấp lánh là được nha em nha. Lên sân khấu kệ nó, bây giờ cái gì tính sao, mình cứ để người ta bắt mắt mình trước. Chơi như vậy là chị thích đó nha, hai chị em mình bằng nhau rồi nha. Chị có mấy hộ, còn em là từ trên dưới kim tiếng hết nha. Thôi, và chị chúc mừng ba em với mắt chị, ba đứa hôm nay hay, đẹp và chị rất thích. Cảm ơn những nhận xét đến từ chị Kiều Anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của người đàn ông đẹp nhất ở trong các vị quân sư. Đó. Đúng rồi. Em mong là anh Việt sẽ công bằng nha. Không phải là vì Minh Hoàng mặc cái màu áo giống anh mà anh sẽ ưu ái cho bạn ấy đâu ạ. Cái ngoại hình của em và giọng hát của em rất là giống anh Điệp Đăng Trường. Nói cũng giống nữa, nhất là cái giọng nói y chang luôn. Dạ, thực sự thì em cũng tiết lộ luôn cho ban quân sư cũng như quý vị khán giả thì trước đây em cũng đã từng tham gia chương trình về giống thần tượng anh Đăng Trường và cũng đã có thứ hạng cao trong chương trình. Có nhiều khán giả hỏi tại sao Hoàng cứ đi tham gia chương trình này chương trình kia trong khi cái giọng của Hoàng đã giống anh Đăng Trường rồi mà cứ đi tham gia như vậy. Nhân đây em cũng muốn gửi lời đến tất cả quý vị khán giả là em muốn tất cả mọi người biết đến em, một ca sĩ Minh Hoàng, fan ruột của anh Đăng Trường chứ không phải là một phiên bản nào của anh Đăng Trường cả. Thật sự anh đánh giá rất là cao điều đó. Tại vì khi chúng ta đủ nhận biết, nhất là trong nghệ thuật, trong âm nhạc, trong cái cách biểu diễn của mình, thì mình không muốn là một phiên bản của ai cả. Chính vì điều đó nên anh cũng muốn góp ý Minh Hoàng á, em hãy thoát khỏi ra đi, em hãy hát với chính cái giọng của em. Tiếng hát, tiếng nói của em cũng đã nói lên hết tất cả những cái tiết mục vừa rồi. Bây giờ đến Đăng Quân, hình như là em có tập nhảy đúng không? Anh có thể là làm cái beatbox cho em có nhảy một tí xíu để em chiêu đãi khán giả của người hát tình ca hôm nay được không? Mặc cái bộ đồ đó mình nhảy nó sẽ tạo cái bước nhảy nhiều, cái bước lung linh hơn nhiều ha. Và người ta để ý nhiều. Hồi nãy em chơi hai cái bài có cái tiết điệu cha 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 như vậy mà em không nhảy để cho em nổi bật hơn lên là rất là uổng, rất là phí luôn á. Sau này em có biểu diễn nhiều á, em phải phối hợp với cái thế mạnh của em là em biết vũ đạo. Anh nghĩ điều đó nó cũng sẽ giúp em rất là nhiều. Người ta vừa nghe và vừa xem sẽ hấp dẫn ha. Còn về Tuấn Dũng, tiếng hát của em ra chinh phục ngay và nó rất là chắc. Cho nên anh cũng mong muốn rằng sẽ đón nhận em một tiết mục tiếp theo. Sẽ muốn thưởng thức tiếng hát của em thêm nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn những chia sẻ của quân sư Vũ Quốc Việt. Bé My ơi, gia đình, đại diện gia đình hãy chia sẻ nào. Xin chúc mừng ba bạn với màn trình diễn vừa rồi. Nhìn chung thì cái màn trình diễn vừa rồi rất là hòa quyện. Cho phép My nhận xét về bạn Minh Hoàng trước nha. Bạn trình diễn tương đối là tròn trịa, tuy nhiên rằng là cái sự tự tin ấy hình như là nó hơi thiếu chút xíu. Và My mong rằng là cái phần biểu diễn sau của bạn ấy, bạn cố gắng bình tĩnh hơn.
người bạn Tuấn Dũng. Khi mà bạn cất giọng hát lên, phải nói rằng là rất là thuyết phục và rất là bắt tai người xem. Bạn chinh phục người xem bằng cái bản lĩnh của bạn. Khi mà những nốt cao, nốt thấp bạn đều tròn trịa hết, cột hơi rất là chắc, cộng thêm bản lĩnh sân khấu của bạn nữa. Bạn nên duy trì và phát huy thêm nhé. Chúc mừng bạn Đan Quân. Bạn rất là nghệ sĩ trong cái trang phục của bạn. Phải nói bạn ra đây là chỉ là đối thủ của chị Kiều Anh thôi, chứ không ai là đối thủ của bạn cả. Thì khi mà bạn trình diễn, đâu đó cũng thấy trong bạn nó có những cái tính nghệ sĩ. Tuy nhiên rằng là chú ý vào cao độ, chú ý về cục hơi. Bạn cố gắng hát rõ lời hơn và lực hơn nhé. Dạ vâng ạ. Cảm ơn những nhận xét của ca sĩ Tô My. Và bây giờ thì ca sĩ Tô My sẽ công bố số điểm mà Tô My dành cho cả ba người chơi. Còn số điểm của hai vị quân sư còn lại sẽ giữ đến cuối chương trình ạ. Xin mời Tô My. Và người đầu tiên là người chơi Minh Hoàng. Bạn Minh Hoàng, My xin gửi bạn 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi. Chúc mừng Minh Hoàng. Và tiếp theo là Tuấn Dũng, chàng trai rất là lịch lãm, đầy bản lĩnh. Bạn Tuấn Dũng, 10 điểm. 10 điểm. Tuấn Dũng cho bản lĩnh sân khấu của Tuấn Dũng. Và tiếp theo đó là Đăng Quân. Và Đăng Quân 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi. Cảm ơn quân sư Tố My. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện tiếp theo của ba chàng trai này, đúng không ạ? Mọi người đã sẵn sàng chưa? Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của ba người chơi Minh Hoàng, Tuấn Dũng và Đăng Quân. Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ, tình đã phai nhạt màu còn đâu. Tình chót trao về người thì dẫu lỡ làng rồi, người hỡi xin chọn đời lẻ loi. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm, thương em ngày nào khóc ướt môi mềm. Thương nhau thật nhiều biết mấy tình yêu, cho nhau trọn tình dẫu có điều linh, xa nhau một đời vẫn nhớ thương nhau. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lấp, nghe lạc loài kiếp sống sao mỏi mong. Như xót buồn nước mắt, mưa lạnh lùng heo hắt, thương người về buốt giá trên đường xa. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bàng hoàng xót xa, còn mưa mãi giữa bơ vơ đẫm trong mưa. Chiều mưa ngày nào xanh bước bên nhau, tin yêu dạt dào mong ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình đầu đừng khóc thương đau. Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi, mưa rơi giọt buồn xa buốt tim tôi, mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tình yêu bây giờ trả lại người xưa. Sao đêm thương em ngày nào khóc
ướt môi mềm. Thương nhau thật nhiều, biết mấy tin yêu, cho nhau trọn tình, dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời, vẫn nhớ thương nhau. Thương nhau, thương nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm của ba vị quân sư ạ. Xin được cảm ơn các vị quân sư. Điểm đã có rồi, mình sẽ không được sửa điểm nữa đâu đúng không anh Cường? Bây giờ mà có giao lưu mà nảy sinh tình cảm, muốn sửa nữa thì cũng không được. Nên là sẽ mời Tố My nhận xét trước ạ. Xin chúc mừng ba bạn. Phần trình diễn vừa rồi phải nói rằng là một tiết mục hoàn hảo, tốt hơn tiết mục ban nãy rất là nhiều. Bởi vì sự tự tin của các bạn thấy rõ, đặc biệt ở hai bạn là Minh Hoàng và Đăng Quân ấy, rất là tự tin, hát tròn vành rõ chữ hơn, hát có lực hơn và hòa quyện cùng với bạn Tuấn Dũng, tạo nên một cái tiết mục mà rất là hấp dẫn cho người xem. Xin chúc mừng các bạn. Cảm ơn những chia sẻ của quân sư Tố My. Và không biết là khi nãy cái phần giao lưu tình cảm, khi mà thể hiện ca khúc á, nghệ sĩ Kiều Oanh có cảm thấy hài lòng hay không? Cái anh áo vàng này làm tôi bàng hoàng ở cái bài thứ hai này nha. Lần này nói chung là rất tự tin hơn, rất là bình tĩnh hơn. Đó, tôi không ngờ là em lại có thể tiến bộ nhanh. Còn Tuấn Dũng, cái cảm xúc nó rất là quan trọng. Thì cái bài thứ hai này em lại hết sức tự tin và lịch lãm, hết sức thì nó lại mất cái cảm xúc và tình cảm. Khi mà em nghe bạn bên đây hát đó, em cầm cây dù lên rồi em đứng em nhìn qua để coi coi hát hết đằng đó tôi thì chị uổng quá luôn. Rồi xong em qua bạn bên đây em cũng nhìn theo, nhìn có nhìn vậy thôi chứ còn là trời ơi chị thèm cặp mắt tình cảm một chút, chị thèm cái cặp mắt đó hòa quyện với cái bài hát chút xíu. Nó nhẹ hơn Tuấn Dũng của cái bài đầu tiên thì là thật sự là chị sẽ thích vô cùng. Còn cái anh Kim Tiến lại làm tôi sao xuyến nha. Anh Kim Tiến kỳ này ngồi lên cái ghế, trời ơi ngồi hết sức là manly nha quý vị. Trời ơi manly quá chừng luôn. Xong rồi nhún nhảy. Đó đúng đó. Đã lèo ẹo đã như vũ sư vậy đó. Nhưng cái là em hết sức là tình cảm trong cái bài hát, cho nên nó dễ chịu. Có nhiêu thôi và chúc mừng ba em nha. Cảm ơn những chia sẻ của quân sư Kiều Oanh. Việc nghĩ rằng cái tiết mục này nó cũng là hòa hợp. Hai cái nhạc bản này rất là hay. Đoạn điệp khúc luôn luôn các phần bè quãng 3 và quãng 5, cho nên các bạn đã phối hợp điều đó thì vì nghĩ rằng tiết mục vừa rồi nó đúng rất là hoàn hảo để mình thưởng thức chứ không phải là thi, không phải tham gia chương trình gì cả. Cảm ơn một tiết mục để cho chúng tôi thưởng thức. Và bây giờ sẽ là số điểm của quân sư Tố My dành cho Minh Hoàng. Ba bạn, bạn nào cũng có cái điểm hay nên My quyết định rằng là cho ba bạn bằng điểm nhau với số điểm 9.5. 9.5 dành cho Minh Hoàng, Tuấn Dũng và Đăng Quân. Chúc mừng. Bây giờ sẽ là số điểm của ba người chơi qua hai vòng thể hiện. Qua phần công bố này thì sẽ có một người chơi phải chia tay với chương trình. Hai người chơi còn lại sẽ tiếp tục thể hiện phần đơn ca của mình. Người chơi có số điểm cao nhất xin chúc mừng Tuấn Dũng với số điểm 57.5 đến từ ba vị quân sư. Hai chàng trai còn lại, một người có số điểm là 56 và một người có số điểm là 55 điểm. Xin được chúc mừng người chơi có số điểm 56, Minh Hoàng. Chúc mừng Minh Hoàng và xin được nói lời tạm biệt với Đăng Quân ạ. Một lần nữa, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho Đăng Quân thưa quý vị. Mưa nó đã buồn rồi. Mà anh Cường tưởng tượng đi, ở dưới cơn mưa đó có một người tìm kiếm người mình yêu trong vô vọng. Bởi vì sao anh Cường biết không? Bởi vì ngày mai người ấy chính thức trở thành người xa lạ với mình. Dạ. Và Cường tin chắc một điều rằng là một trong những điều lãng mạn nhất khi yêu đó, đó là ở những cơn mưa lất phất nhẹ nhàng nè, mình có thể nắm tay người yêu mình hoặc là mình ngồi trước người yêu mình, ngồi sau, cái âm ấm nhẹ nhẹ của hơi thở đó ở trong cơn mưa nó vô cùng là hạnh phúc thưa mọi người. Nhưng mà ngày mai đây thì người ta lại có thể cảm nhận được hạnh phúc đó thật là trọn vẹn chung với một người khác, buồn biết là bao nhiêu. Thank you.
Xin được chúc mừng Minh Hoàng với ca khúc Ngày Mai Em Lấy Chồng. Còn bây giờ thì xin mời ba vị quân sư sẽ cho số điểm dành cho Minh Hoàng. Cảm ơn ba vị quân sư. Vâng, và không biết là với tạo hình Bạch Mã Hoàng Tử này thì ca khúc vừa rồi có làm cho chị Kiều Anh dành thêm điểm cộng cho anh chàng này hay không, mà em xin mời nhận xét đến từ chị Kiều Anh. Đẹp thì cái điều đó không thể nào phủ nhận được rồi, quá đẹp. Tạo hình đẹp, ăn mặc đẹp, phục trang đẹp, cái mặt đẹp, toàn bộ đều đẹp. Nói về cảm xúc nha, vẫn thèm có một cái gì đó nó đau hơn nữa. Hay là tại vì cái cô múa không phải vợ? Hả? Phải đặt hết vô, phải đặt người đó, đó là người yêu của mình. Mình sắp mất rồi nè, chứ đừng có đặt là một cô diễn viên, một cô dancer múa của mình. Phải như vậy thì nó sẽ giúp cho em trọn vẹn cái tâm lý, trọn vẹn cái đau đớn hơn. Và trong giọng hát nó sẽ coi như là rướm rướm ngấn lệ hơn. Còn hôm nay chị lại thấy thôi kệ, đi đâu đi. Nhưng mà nói chơi vậy thôi, tại vì chị đòi hỏi cao thôi, chị chỉ nhìn ở góc độ diễn xuất thôi. Chứ còn chị thấy rất là đẹp, rất là thích và rất là bắt mắt. Nếu là một cái bài hát để mà bán vé thì chị nghĩ rằng là nó cũng khoảng 500 vé. Dạ vâng. Cảm ơn những chia sẻ của quân sư Kiều Anh. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghe chuyên môn hát. Xin mời ca sĩ Tố My. Ở vòng này giọng ca vẫn thánh thiện, vẫn trong sáng và vẫn đẹp như con người của bạn. Tuy nhiên rằng là My cũng có ý như chị Kiều Anh, ước gì mà bạn bứt phá hơn nữa. Những cái nốt cao, những cái đoạn mà quãng cao đó, bạn hát căng lên, bạn nội lực hơn thì nó sẽ gọi là perfect. Chúc mừng bạn. Em Minh Hoàng thân mến, thật sự cái bài hát vừa rồi em hát không có dở, nhưng mà nói đặc sắc, không có cái gì đặc sắc. Nó đều, rất là đều. Và cái sự đều đặn đó, nếu chúng ta lướt trên mạng Facebook, rất nhiều người giống em. Có nghĩa là không có gì đặc biệt hết. Khi mình hát trên sân khấu chỉ có 3 phút tới 5 phút thôi, nó rất quý giá lắm. Cho nên mình phải tận dụng từng giây từng phút, và mình phải thể hiện, phải tỏa sáng, phải quyết liệt lên. Thì anh chúc em vượt qua cái vòng này, và bài tiếp theo em sẽ vượt trội hơn. Cảm ơn có em. Có điểm nhấn. Cảm ơn những chia sẻ của anh Vũ Quốc Cường. Và ngày hôm nay là ai sẽ bước tiếp vào vòng trong đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong ít phút nữa. Và rõ ràng là với ca khúc mà Tuấn Dũng đã chọn cho phần tranh tài ở thử thách đơn ca này cũng là một ca khúc rất nổi tiếng. Đặc biệt là với những ai yêu mến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đều biết đó là một ca khúc mà cố nhạc sĩ đã viết dành tặng cho nàng thơ của mình. Dành tặng cho nàng thơ mà liên quan tới mưa. À, Cường biết rồi, đó là ca khúc mà mở đầu bằng những lời ca Mưa vẫn hay mưa trên tầng tháp cổ. Mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em ấy thua mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên tầng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đổ, chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau bụi, làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Thank you.
mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, xin hãy cho mưa qua miền đất rộng để người phiêu lãng quên mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vùi, làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau, mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em biết mưa đã không đau? Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau xoay đá cũng cần có nhau. Chiều nay còn xin cảm ơn Tuấn Dũng. Và bây giờ xin mời các vị quân sư sẽ cho điểm Tuấn Dũng ạ. Xin cảm ơn ba vị quân sư. Và Vũ Minh còn nhận thấy là anh Vũ Quốc Việt có vẻ rất là hài lòng khi mà anh cứ gật đầu hoài và không thể trì hoãn cái sự hài lòng đó ngay bây giờ. Xin mời anh hãy có những nhận xét với phần thể hiện của Tuấn Dũng ạ. Cái bài này á, nó chỉ có hai đoạn thôi và rất đơn giản. À, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là viết là giai điệu rất là hay và rất là dễ nghe. Và nhất là cái bài này giống như một cái bài huyền thoại luôn rồi. Em đặt một cái phép tính rất là khó vô cái bài này. Với một cái tiết tấu mới như thế này, rất là may là khi cái đoạn kết nó có cái đoạn là chiều nay còn mưa, em kéo dài cái chữ mưa. Nó có hai cái lợi thế cho em. Một là em thể hiện được cái hơi dài của em và cái độ khàn của em khi em treo một cái nốt ở quãng năm. Thứ hai nữa là làm cho người ta một cái kết bất ngờ. Khi em kết, mọi khán giả ở đây nói ủa hết rồi hả? Mà có nhiều người bất ngờ nhưng mà anh lại rất là khoái. Tại vì mình làm chuyên môn là mình khoái cái gì đó nó bất ngờ và người ta chờ đợi, nhưng hết rồi để nghe tôi tiếp lần sau. Đó, đó là cái sự tinh tế cái chỗ đó. Và chắc chắn rằng sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã hướng dẫn em cái chỗ đó. Qua đây thì em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến giám đốc âm nhạc Nguyễn Hồng Thuận. Quả thực là trong cái lúc trao đổi thì em cũng có nói là anh Thuận là cái bản phối này nó hơi khó với em. Nhưng anh Thuận anh cứ động viên em hát đi. Với cái bài này nó không có cái đất để mà mình diễn, mình múa, mình nhảy, mình phô giọng. Tại vì nó quá tròn trịa. Nhưng mà nhạc Trịnh Công Sơn nó khổ cái làm nếu mà mình làm quá, mình làm lố đi cái phạm vi cho phép thì người ta đánh giá ngay. À, người ta sẽ có những phản ứng. À, phản ứng ngược lại, không tích cực. Cho nên cái bài này em hát như vậy là anh thấy là nó quá ổn trong cái phạm vi cho phép. Dạ vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh Vũ Quốc Việt. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng lắng nghe cô gái Tú My nha. Dạ. Xin mời Tú My. Phải nói rằng là chương trình cũng rất là ưu ái cho bạn. Phải nói rằng là My rất rất thích cái bản phối của bạn. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận mang một cái làn gió mới đã thổi vào trong cái chương trình này. Nó vừa có lợi cho bạn mà nó vừa có một mặt nữa là thử thách bạn nhiều lắm. Câu lót khi mà sau một câu nghỉ nó không có nhiều, nó trống vậy đó, nó cứ trống như vậy đó. Nhưng điều này á, làm cho bạn phải làm sao mà những cái câu lót nó đừng có trơ trọi, bằng cách rằng là bạn có thể hát, bạn vuốt nhỏ hoặc là bạn phà hơi như thế nào đó, hoặc là bạn biểu diễn hình thể. Bạn đừng có quá căng thẳng và tập trung vào bài hát 100%. Còn xét về giọng hát của bạn trong bài vừa rồi thì nó cũng rất là tròn trịa, rõ chữ, đặc biệt là những cái đoạn cao cũng coi như là một cái màn trình diễn cũng khá là hoàn hảo. Dạ. Cảm ơn ca sĩ Tú My.
Không biết là với cái phần trình diễn này thì chị Oanh ơi, mình hãy chia sẻ như thế nào về chàng trai mà mình vẫn rất thích từ đầu chương trình tới giờ ạ? Đâu có lúc thích lúc không mà. Dạ, là cái phần 2 chị chưa thích lắm. Đúng rồi, nếu Việt thích cái đoạn sau đó, chiều nay còn mưa kêu kêu kêu, thì chị lại không thích. Ngộ vậy, chị ca không hay mà chị không thích chỗ đó. Em biết vì sao chị không thích không? Là tại vì chị không thích ai hơi dài hơn chị. Tôi hát không hay, nhưng mà hơi tôi rất dài. Mà bây giờ có người hát dài, tôi tức. Vậy thôi. Dữ vậy sao? Dạ, tôi cạnh tranh lắm, tôi còn sân si lắm nha. Quá đông người thích đoạn đầu, chị thích theo. Dạ. Cảm ơn những chia sẻ của chị Quân Sơ Kiều Oanh. Mà lý do chị không thích là chỉ vì là hơi dài hơn. Dạ đúng rồi, hơi dài hơn chị, chứ thật ra người ta hay. Như vậy là hai chàng trai của chúng ta đã bước qua nhiều vòng tranh tài và họ đã thể hiện được rất nhiều cá tính âm nhạc của mình. Và bây giờ sẽ là kết quả cuối cùng của đêm nay, xem ai sẽ bước tiếp vào vòng trong để song ca cùng ca sĩ thần tượng, đó chính là ca sĩ Tố My, và ai sẽ phải dừng chân lại. Một người có số điểm là 28,5 và một người có số điểm chỉ thấp hơn chút xíu thôi, 27,5. Và chúc mừng chàng trai sẽ bước tiếp vào vòng trong, đó là Tuấn Dũng. Chúc mừng và xin được nói lời chia tay với Minh Hoàng. Chúc cho hành trình sắp tới của bạn sẽ thành công và thuận lợi hơn nữa. Người hát tình ca, ta dù ta nồng nàn nhưng khúc ca vàng. Đêm nay với ba người chơi Trường Ân, Quang Tùng, Hoàng Thuận sẽ cùng tranh tài. Mỗi người chơi đều có thế mạnh riêng, nhưng chỉ có một chiếc vé để bước tiếp. Anh hát cho em bài tình ca thiết tha. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sầu riêng ai, buồn ơi đến bao giờ. Mình nghĩ dòng nhạc Bolero là sở trường của bạn. Bạn hát thể hiện được cái sự ngọt ngào trong cái chất giọng của bạn. Em hát cái bài vừa rồi nó không có thuận. Rõ ràng là khi người ta thất tình á, thì người ta sẽ hát rất hay về những bài dang dở. Sau hai phần thi hát núi và đơn ca, ai sẽ là người bước tiếp? Nào, chúng ta cùng tiếp tục hành trình đi tìm người hát tình ca. Vũ Minh Cường và Kiều Ngân hân hoan chào đón quý vị các bạn đang đến với chương trình Người hát tình ca. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Pictures thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên truyền hình Vĩnh Long 2. Vâng, và tiếp nối chủ đề chuyện của mưa ở tuần trước thì tuần này chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp gỡ những người chơi của đêm nay. Và giờ chúng ta sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của ba vị quân sư ạ. Đó là nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Và đó là nghệ sĩ Kiều Oanh. Và đó là ca sĩ khách mời Tố My. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên, đó là phần hát nối. Vâng, và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người chơi của đêm này nhé. Mưa khô trên tường đá, hà như mưa gió đến ôm tường đá. Có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Người từ trăm năm về ngang sông rồng, người từ trăm năm về ngang sông rồng. Ta ngoắc mòn tay, ta ngoắc mòn tay, chỉ thấy sông lần lòng, chỉ thấy sông chập trùng. Hà như giọt mưa vỡ trên tường đá, hà như giọt mưa khô trên tường đá, hà như mưa gió đến ôm tường đá.
còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Người từ trăm năm về xây tình đồng, người từ trăm năm về xây tình đồng. Ta xây vòng vòng, ta xây mòn chân, nào có hay đời cạn, nào có hay cạn đời. Anh hát cho em bài tình ca thiết tha, anh hát cho em dù lòng nghe xót xa. Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ, thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi. Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm, em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh. Một ngày chợt đến bóng tình như đã lỡ, một ngày chợt đến bóng đời như tan vỡ. Ai đã yêu em những đêm buồn xa lạnh, và ai ôi em hát những lời thiết tha chiều mến. Tình ta đã chết. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say, anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay. Một ngày nào đó dấu tình ta tan vỡ, một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi. Một ngày nào đó nếu tình ta tan vỡ, một ngày nào đó bao giờ thì ba chàng trai chúng ta sẽ giới thiệu một chút về mình ạ. Xin mời bạn. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em Trường Ân xin gửi lời chào đến chị Kiều Anh, anh Vũ Quyệt và chị Tô My cùng hai anh chị MC. Lời chào trân trọng, gửi luôn lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Trường Ân. Và xin được mời bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho Hồ Quang Tùng xin gửi tới cô Kiều Anh, chú Vũ Quốc Việt và chị Tô My một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Và tiếp theo. Dạ, em tên là Hoàng Thuận, em xin trân trọng gửi đến tất cả quý vị khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ cũng giống như là có mặt trong tường quay hôm nay. Và một lời chào tiếp theo thì Hoàng Thuận xin gửi đến anh Vũ Quốc Việt, chị Kiều Anh và chị Tú My. Và bây giờ thì xin mời ba quân sư sẽ cho số điểm ạ. Xin mời ạ. Ba vị quân sư chúng ta đã cho số điểm dành cho ba người chơi. Bây giờ xin mời nhận xét đến từ ba quân sư. Xin mời ca sĩ Tú My. Xin chào ba bạn, xin chúc mừng ba bạn với phần trình diễn vừa rồi. My cảm nhận được cả ba bạn luôn. Bạn nào cũng có một chút tâm lý trong đó. Trường Ân, khi mà em lên sân khấu biểu diễn, em đừng có chú ý tới các quân sư ngồi đây. Em hãy nhìn khán giả giống như những người bạn của em vậy đó. Mình phải thể hiện được cái tôi. Từ tự tin bản lĩnh. Đúng rồi, thì lúc đó mình hát mình mới cảm xúc. Hồ Quang Tùng vào ca khúc vừa rồi, Tùng hơi có vẻ rất là hơi lo lắng chút xíu. Nó thấp, nó hơi mờ.
cố gắng rõ. Mình cố gắng mình càng ghi xuống ấy thì nó lại mờ hơn. Mình hát mình nhẹ nhàng, mình thả tự nhiên ấy, thì nó lại xuống. Nên là cố gắng chú ý cột hơi cho nó chắc và âm vực cho nó rõ. Còn đối với bạn Hoàng Thuận, chắc có lẽ rằng là chàng trai này tâm lý nhiều nhất nè. Bạn chú ý về nhịp nha. Nhịp bạn nó hơi, bạn hơi vào trước, trong trên chút xíu. Các cái nốt cao là nén hơi và mình đẩy lên cho nó tròn, nó đẹp. Thiết kế gọn đó. Gọn nha. Rồi xin chúc mừng ba bạn. Cảm ơn những lời chia sẻ của quân sư Tú My. Xem ba đứa em bây giờ chị chỉ hỏi ngoài lệ chút xíu cho vui thôi nha. Bây giờ mình bỏ qua mấy cái chuyên môn đi. Ba đứa thất tình chưa? Em nói thiệt, thất tình nhiều là chị cho điểm cao. Đứa nào thất tình ít thì cho điểm ít. Em thì cũng có rồi nhưng mà... Bao nhiêu lần? Có 2 lần thôi. Có 2 lần còn hơi ít xíu. Nhiều mà. Tuổi mà thất tình 2 lần? Dạ em 29. 29 thất tình 2 lần. 14 thất lần, 15. Chia đôi liền vậy đó. Dạ. Rồi em kia nhiêu tuổi? Dạ em chưa. Em chưa lần nào? Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 22 ạ. Em chưa yêu và cũng chưa thất tình? Dạ em yêu rồi mà em chưa thất tình. Chưa thất tình lần nào và đang hạnh phúc với mối tình đầu tiên lãng mạn yêu đương? Dạ đúng rồi. Thôi thấy nhìn cái mặt là biết nó hạnh phúc rồi rồi em. Dạ cũng đôi 3 lần rồi chị. Đôi ba lần. Đôi 3 là 5 lần. Nhân với chị là 6 lần. Đôi là 2, 3 là 5. Mà 5 nhân cho 2 là 10. 10 lần. Ủa chị ơi, em tính có 6 lần mà chị tính tới 10 lần. Chị muốn nói gì chị nói kệ. Chị làm chị có quyền nha. Em muốn biết là cái số lần thất tình đó thì nó liên quan đến cảm xúc mình thể hiện trong bài hát đúng không chị Kiều Anh? Ờ, đúng. Hôm nay đó, ba đứa em nếu nói cái giọng hát có ai hơn ai không? Đối với chị cảm nhận ba giọng hát đều có giọng như nhau. Còn ở đây là chỉ là cảm xúc và thể hiện nó. Hiểu như thế nào, đau như thế nào và thấm thía như thế nào rồi thì mới có thể thể hiện một cách trọn vẹn và tinh tế nhất. Rõ ràng là khi người ta thất tình á thì người ta sẽ hát rất hay về những bài gian dở. Nhưng mà sao tôi thấy cái anh giữa hạnh phúc mà anh hát lại vô cùng. Những cái bỏ nhỏ đó Việt chị thích vô cùng. Em không phô giọng, em rất khôn. Em bỏ nhỏ bởi vì đây là những bài tình ca khó quá. Tôi hát bằng cái cảm xúc, tôi hát bằng trái tim tôi. Tôi sẽ thuyết phục Trường Ân. Em biết không, em bị biểu diễn khi nó chưa có đầy tình cảm thì em lại dùng cái bên ngoài, cái thể hiện bên ngoài quá thì chị quá uổng cái điều đó. Hoàng Thượng, em bị lơ đễnh ánh mắt, tức là em giao lưu xuống khán giả. Khi các bạn kia hát là em nhìn lý của khán giả đang nghĩ gì về tôi. Nhìn bên đây là trên, ôi trời chị tiếc quá. Nhưng thật sự thì hôm nay trang phục quá đẹp. Em hãy cố gắng là em trên một cái chương trình người hát tình ca, hãy để tôi hòa quyện vào trong đó nha. Vậy thôi. Dạ cảm ơn những lời nhận xét rất là tinh tế đến từ chị Kiều Anh. Dạ xin mời anh Vũ Quốc Việt ạ. Cái bản hòa âm vừa rồi rất là hay, mà cũng là một thử thách lớn cho tụi em. Tại vì hai bài này thường thường chúng ta hát ở phòng trà hay hát bằng thói quen của mình là slow rock hết, tức là nhịp 6-8 hết. Nhưng bây giờ nhạc sĩ quá khéo léo làm một cái tiết tấu cha 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 để làm gì? Mục đích cho chương trình mới lạ. Thứ hai nữa là một món ăn mới cho khán giả Vĩnh Long và thử thách lớn cho tụi em. Khi tụi em hát có những cái chẹn choạng, nhất là Hoàng Thuận vào nhịp hơi trễ một tí xíu, anh đều thông cảm. Đó cũng là một cái thử thách lớn mà hôm nay tụi anh ngồi dưới này để chứng kiến. Và tụi anh mong muốn rằng tiết mục thứ hai tụi em thể hiện không bị vấp phải những cái vấn đề đó. Xin chúc mừng ba tụi em. Xin cảm ơn phần nhận xét đến từ ba quân sư của chúng ta. Nhưng mà trước khi đến với phần thể hiện thứ hai của ba chàng trai thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm mà quân sư Tú My sẽ dành cho từng chàng trai. Bây giờ sẽ là điểm của Trường Ân ạ. Xin gửi tặng Trường Ân 9 điểm. 9 điểm. Chúc mừng Trường Ân. Tiếp theo là Hồ Quang Tùng. Hồ Quang Tùng 9 điểm. Chúc mừng Hồ Quang Tùng. Cuối cùng là Hoàng Thuận. Và Hoàng Thuận 8,5. Dạ. Cảm ơn số điểm của quân sư Tố My. Bây giờ thì mình đã có số điểm đến từ một trong ba vị quân sư rồi, đó là ca sĩ Tố My. Mình hãy nhìn vào đó để nỗ lực hơn nữa, quyết tâm lấy được điểm 10 đến từ các vị quân sư. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho phần thể hiện tiếp theo của ba chàng trai ạ. Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm.
xưa thêm lành vắng, phong côi lắng tiêu điều, đường khuya vắng điều hiu. Mưa từ đầu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mây, lá vàng rơi lìa cành, gợi ta nỗi niềm riêng. Mưa ơi, mưa ơi, mưa rêu sầu nhân thế. Mưa nhớ ai, biết người thương có còn nhớ hay quên. Xin ta vẫn u hoài, đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mùa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, lòng thương nhớ đã hoàn thành xong thử thách hát nối. Xin được mời ba vị quân sư bắt đầu thời gian cho điểm. Bây giờ sẽ là những lời nhận xét đến từ ba vị quân sư. Xin mời ca sĩ Tố My ạ. Đối với Trường Ân, vòng này em tiến bộ hơn vòng trước. Tiếc chút xíu ở cái đoạn cuối đó. Cái đoạn đó nhạc sĩ người ta phối nhẹ lại, nó tí tách từng giọt mưa rơi vậy đó, thì em phải hát nhẹ lại và nó mang tính chất tự sự hơn. Không, cái lúc đó mưa đá hay sao? Nhưng mà nhạc sĩ ta phối vậy mà, phải hiểu được ý đồ. Trong lòng của Hoàng Ân là đang mưa đá. Em phải hát cho nó khớp với cái bản phối thì nghe nó mới đã được. Cảm giác nó sẽ tự sự hơn, nó sẽ có cái cảm xúc sâu hơn. Và tiếp theo, Hồ Quang Tùng thì như thế nào ạ? Tùng thì vòng này Tùng hát thể hiện được cái chất giọng ngọt ngào, thấy rõ. Và cái cảm xúc của Tùng cũng rất là tốt. Tuy nhiên rằng là bạn lưu ý những cái nốt thấp nha, mình hát rõ hơn tí nữa.
Hoàng Thuận thì ở dòng này hát tốt hơn dòng trước, bởi vì là My nghĩ dòng nhạc Bolero là sở trường của bạn. Bạn hát thể hiện được cái sự ngọt ngào trong cái chất giọng của bạn. Bạn phô ra được những cái gì mà những cái đặc trưng riêng của bạn. Bạn cố gắng phát âm cho nó tròn hơn. Không sai thì không có sai, nhưng mà nó đôi lúc nó chưa có chuốt, nó chưa có tròn ấy. Cố gắng nha. Xin chúc mừng ba bạn. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của quân sư Tú My. Quang Tùng, em hát cái bài vừa rồi nó không có thuận. Hay thì có hay nhưng mà nó không có trôi á, nó không có ngọt ngào á. Còn Hoàng Thuận, bài vừa rồi bạn cũng rất là thuận lợi cho cái sở trường của bạn thôi. Nó nghiệt ngã cái là bạn Trường Ân lại trội hơn trong cái bài hát vừa rồi. Có lẽ rằng do cái cách xử lý bạn Hoàng Thuận á, cái câu đầu nó hơi chệch choạng tí xíu. Nhưng mà lần thứ hai bạn hát trở đi á, nó rất là ngọt. Và nó giống như nó thuộc của mình á, nó cá gặp nước vậy đó. Cho nên tiết mục vừa rồi anh nghĩ là mỗi người á, có cái lỗi riêng, nhưng mà mỗi người cũng có một cái thế mạnh chung. Anh nghĩ là cái số điểm anh dành cho ba bạn ở tiết mục này chắc là bằng nhau. Cảm ơn những chia sẻ của quân sư Vũ Quốc Việt. Và bây giờ sẽ là số điểm của quân sư Tú My dành cho ba người chơi ạ. Xin mời, dành cho Trường Ân ạ. Xét công tâm thì trong cái tiết mục này á, Trường Ân vẫn trội hơn. Hai bạn vừa rồi có cố gắng, My sẽ cho hai bạn bằng điểm nhau với điểm 9. Còn Trường Ân 9,5. Chúc mừng Trường Ân 9,5, Hồ Quang Tùng 9 và Hoàng Thuận 9. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tổng số điểm của ba người chơi qua hai vòng thể hiện. Và người chơi có số điểm cao nhất đó là Trường Ân với số điểm 55,5. Chúc mừng Trường Ân. Hai chàng trai còn lại đó là Quang Tùng và Hoàng Thuận. Một người có số điểm là 54,5. Người còn lại có số điểm là 53 điểm. Và người có số điểm là 54,5 bước tiếp vào vòng trong đó là một chàng trai, Hồ Quang Tùng. Xin được chia buồn với Hoàng Thuận với số điểm 53. Không sao cả, ba bạn đã thể hiện rất tuyệt vời trong phần thi hát nối vừa rồi. Một lần nữa, cảm ơn Hoàng Thuận đã đến với chương trình. Và một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cả ba người chơi ạ. Cố đô Huế nổi tiếng là xứ sở đẹp, trầm mặc. Và mưa trên mảnh đất này cũng vậy, đẹp nhưng buồn da diết. Huế trầm mưa buồn mà còn thương nhớ một người ra đi không biết bao giờ trở lại thì còn buồn biết là bao nhiêu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng lòng để nghe nhạc phẩm Mưa trên phố Huế của nhạc sĩ Minh Kỳ. Dạ, em xin mời ba vị cho điểm dành cho Hồ Quang Tùng ạ. Xin mời ạ. Dạ, cảm ơn các anh chị. Dạ, em xin mời chị Kiều Oanh ạ. Trời ơi, nghe cái bài Huế cái muốn đi Huế liền các vị ơi. Dễ thương, nhẹ nhàng, vô tư, hồn nhiên như con người và tính cách của em. Sự vô tư tới đó, sự hồn nhiên tới đó thì mình cũng sẽ hát tới đó. Nói chung thì rất dễ thương, rất mộng mơ, rất lãng mạn và y như em vậy đó. Không nặng nề gì hết. Và chị hỏi là xuất sắc hay không thì xém xuất sắc. Vẫn là một tiết mục động lại trong lòng tất cả những người đã xem qua. Rất là cảm ơn câu kết của chị Kiều Anh ạ. Mời ca sĩ Tú My sẽ chia sẻ về cảm nhận của bạn cho tiết mục vừa rồi. Trong cái tiết mục vừa rồi á, bạn đã thành công khi mà bạn cất giọng hát lên là bạn đã mang chúng tôi về với quê hương bạn, cho chúng tôi tưởng tượng ra được một khung cảnh Huế thật là lãng mạn, thật là đượm buồn. Tuy nhiên rằng My vẫn có một cái góp ý cho bạn rằng là My muốn bạn có cái điểm nhấn hơn trong cái bài hát. Bạn đã hát yên ả, êm đềm, nhẹ nhàng. Tuy nhiên rằng là trong cái bài hát bạn nên tìm ra một cái chỗ nào đó để mà nó bứt phá hơn.
nó tạo cái điểm nhấn hơn thì bạn sẽ động lại trong lòng người xem nhiều hơn. Chúc mừng bạn một tiết mục khá thành công. Cảm ơn ba vị quân sư. Chúc mừng Hồ Quang Tùng. Chuyện đời muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ? Quả thật như vậy, tiếng mưa sẽ mang cho lòng người rất là nhiều ưu hoài, và đặc biệt là khi mối tình không trọn vẹn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một mối tình trải qua ba mùa mưa với nhạc phẩm Chuyện ba mùa mưa của tác giả Minh Kỳ. Và tương ứng với đó sẽ là ba giai đoạn trong tình yêu. Lúc mới yêu thì mới mẻ, nồng nhiệt. Lúc đã yêu nhau rồi thì chỉ còn lại những khó khăn, thách thức với thời gian. Và khi tình yêu kết thúc, chỉ còn lại sự nuối tiếc vô bờ. Bây giờ xin được mời ba quân sư sẽ cho điểm cho Trường Ân ạ. Xin mời ạ. Vâng, xin được cảm ơn ba quân sư. Và ngay bây giờ thì mời ca sĩ Tố My sẽ đưa ra nhận xét của mình nhé. Trường Ân ơi, phong độ em không bằng dòng trước rồi. Dòng trước em làm chị rất vui bởi vì rằng là em tiến bộ hơn. Vào trong thì tính cạnh tranh lớn thì em hơi hồi hộp đúng không? Chị hơi tiếc bởi vì là cái tiết mục của em nó quá đẹp đi. Tôm em lên, chị ước gì em hát có sự tập trung hơn, có cái thái độ của mình đối với cái bài hát hơn, để cho mình cảm xúc hơn. Cho nên là đôi lúc nó hơi loạn choạng đó. Hơi chao đảo. Hơi tiếc, hơi chao đảo. Chính vì em lo, em muốn chu toàn hết tất cả thì nó đôi khi nó tác dụng ngược lại. Nếu em không có cái sự mà lo ra quá trớn như vậy á thì anh nghĩ nó thoải mái hơn và nó tròn trịa hơn nhiều. Chẳng qua ở đây mọi người muốn nói lên cái ý kiến đó là vì muốn em hoàn thiện tốt hơn thôi, tròn trịa hơn thôi. Và anh cũng rất là chúc mừng tiết mục vừa rồi em trình diễn với một nhạc cảnh rất hoàn chỉnh. Và bây giờ trên sân khấu chúng ta là hai chàng trai, dạ, đẹp trai như nhau, nỗ lực cố gắng như nhau. Ai sẽ bước tiếp vòng trong, ai sẽ phải dừng lại. Một chàng trai có số điểm là 28. Và chàng trai còn lại chỉ kém có một điểm thôi với số điểm là 27. Và xin được chúc mừng, đó là... chia tay với Trường Ân rồi, nhưng mà Trường Ân vẫn nở nụ cười thật là tươi đúng không? Bởi vì bạn đã đến đây, bạn đã trải nghiệm và có những giây phút giống như là Tú My nói, những giây phút mà sau đó sẽ trở thành kỷ niệm với bạn, một kỷ niệm rất là đẹp, không chỉ với là người hát tình ca mà còn là hành trang sắp tới của bạn nữa ha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và với kết quả này thì sẽ có hai người chơi xuất sắc nhất, đó chính là Quang Tùng và Tuấn Dũng. Và hai chàng trai này sẽ có một màn tam ca rất được mong chờ với ca sĩ khách mời của chương trình, ca sĩ Tố My. Xin được cảm ơn ca sĩ Tố My, cảm ơn hai người chơi Hồ Quang Tùng và Tuấn Dũng. Xin mời Tố My về vị trí của mình ạ. Trong hai gương mặt này sẽ có một người nhận được số điểm cao hơn. Số điểm này đặc biệt ở chỗ là không chỉ đến từ ba anh chị đang ngồi ở vị trí quân sư mà còn được trực tiếp 100 khán giả tại trường quay bình chọn. Và giờ xin mời phần cho điểm ạ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt ạ. Tuấn Dũng với Quang Tùng thân mến, nếu mà nói về cái quá trình á, hai bạn khác nhau. Nhưng mà nếu về nói về chỉ tiết mục này thôi thì có sự khác biệt. Vì một bạn á, là quá trình rất là tốt, phong độ luôn giữ từ bài đầu tiên cho tới lúc này. Còn một bạn có thể là quá trình hơi khập khiễng một chút, nhưng bài này hát lại tốt. À, rất là phù hợp. Một cái tiết mục tam ca vừa rồi á, đúng là một cái tiết mục để thưởng thức. Việc nghĩ rằng cái số điểm của Việt dành cho hai bạn bằng nhau. Bây giờ còn lại ở khán giả và hai vị giám khảo này như thế nào? Cảm ơn hai bạn. Rồi, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Và qua phần chia sẻ vừa rồi em thấy anh rất là thông minh, đặc biệt là cái phần đá banh đó.
đá cho hai người còn lại rồi đá cho khán giả anh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Thưa quý vị, bây giờ là phần công bố số điểm của hai chàng trai. Có số điểm là 35,6 điểm và 32,6 điểm, chênh nhau tới 3 điểm. Và chàng trai có số điểm cao hơn đồng nghĩa là người sẽ chiến thắng tại chủ đề Chuyện của Mưa trong chương trình Người Hát Tình Ca và đem về cho mình phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Và ai trong số hai chàng trai này? Và bây giờ xin được chúc mừng người chiến thắng với chủ đề Chuyện của Mưa. Đó là... đã nhận về cho mình 10 triệu đồng. Và bên cạnh đó, Quang Tùng cũng đã được giành được giải nhì rồi. Và qua rất là nhiều vòng mà bây giờ em đã vô tới đây rồi. Và xin mời các anh chị sẽ tiến lên sân khấu để chia sẻ niềm vui với hai người chơi. Mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sẽ trao cho giải nhất tuần, đó là bạn Tuấn Dũng. Một lần nữa chúc mừng Tuấn Dũng.